tầm khoảng 5 cái CV nhé. Hôm nay mình sẽ đi qua nhanh tầm khoảng 5 cái. Sau đó này, sau sau 5 cái CV mà mình đi qua này này là mình sẽ đưa ra một số những cái lời khuyên, lời nhận xét, mình sẽ gạch đầu dòng ra và mình sẽ tổng hợp lại, nói lại để cho các bạn có thêm kiến thức về cái việc mà các bạn tạo ra một cái CV làm sao cho nó gọi là nó chuyên nghiệp, nó chỉn chu, nó chuẩn chỉnh nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Trung Quan Ép, MLM sinh viên này của mình nhé. Thì như cái tiêu đề của video hoặc là như cái ảnh thumbnail mà các bạn đã click vào để cái xem cái video này rồi đó. Thì ngày hôm nay này, gọi là đây là một cái video dạng cũng gọi là ngẫu hứng phát sinh một chút thôi. Đó là nó liên quan đến cái vấn đề mà các bạn viết CV trong ngành IT, hoặc có thể nhìn rộng ra, bởi vì những cái nội dung hôm nay mình chia sẻ là nó liên quan đến cái phần các bạn gọi là những cái chỉn chu, những cái nó rất là sao nhỉ, gọi là cẩn thận này, chỉn chu này, chuyên nghiệp này, khi mà các bạn viết một cái CV và các bạn đi gửi cho một công ty, trong cái nhà tuyển dụng nào đấy. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn. Thì đầu tiên ấy, ban đầu là do mình trước đây ấy, từ trước đến giờ ấy, mình cũng nhận được và một vài những cái lời nhờ các bạn gửi gửi mail cho mình này, là gửi tin nhắn cho mình này, nhờ mình review cái CV này kia, xem qua hộ em các thứ. Rồi đợt gần đây thì mình cũng có kiểu mình lướt lướt Facebook này, những cái group ngày xưa tuyển dụng thực tập IT các thứ ấy, thì mình lại lâu lâu lại thấy một hai bài viết của các bạn cứ hay post lên trên các cái group Facebook dạng là nhờ các anh chị review hay xem hộ CV này kia đó. Thì ok, sau khi mà mình xem qua thì dĩ nhiên là mình thấy nó cũng có những cái để có thể nói và chia sẻ lại được chung thành một cái video dành cho các bạn. Thì ok, không dài dòng nữa nhé. Mình sẽ bắt đầu với một số cái CV. Đầu tiên là tầm khoảng 5 cái CV nhé. Hôm nay mình sẽ đi qua nhanh tầm khoảng 5 cái. Sau đó này, sau 5 cái CV mà mình đi qua này này là mình sẽ đưa ra một số những cái lời khuyên, lời nhận xét. Mình sẽ gạch đầu dòng ra và mình sẽ tổng hợp lại, nói lại để cho các bạn có thêm kiến thức về cái việc mà các bạn tạo ra một cái CV làm sao cho nó gọi là nó chuyên nghiệp, nó chỉn chu, nó chuẩn chỉnh nhá. Rồi, thì đầu tiên là sẽ bắt đầu với những cái CV mà các bạn gửi cho mình. Thì đây, đợt lâu rồi, cũng đây là cái cũng khá khá là lâu rồi này. Là có một bạn tên là Chí này, Hữu Chí, một viewer trên kênh YouTube của mình, gửi gửi anh với mục đích là xin nhờ review hộ em cái CV này. Rồi đầu tiên là cảm ơn những video hướng dẫn của mình trên kênh YouTube. Sau đó là đấy, rất nhiều kiến thức rồi quá trình học cũng như là trải qua kỳ thực tập tại một công ty thuộc tập đoàn khá lớn ở Việt Nam. Giờ chút mình sẽ cho các bạn xem CV của bạn này. Kết thúc quá trình thực tập thì quyết định sẽ không tiếp tục làm việc tại công ty nữa mà sẽ đi tìm cho mình một cơ hội mới. Thực sự thì công ty em đang thực tập nó có môi trường rất là tốt, nhưng mà bạn ấy cảm thấy là không thực sự thuộc về cái nơi đó. Đó. Vì vậy, em phải chuẩn bị hồ sơ để tìm kiếm cho mình một cơ hội mới. Và trong thư này có đính kèm CV của mình, mong anh có thể xem qua và cho em một số lời khuyên để cải thiện và có được một CV tốt hơn. Và trong trường hợp anh không có thời gian để xem qua cũng không sao, email này cũng như một cách để em tương tác. Ok, mình đọc thì khá là lịch sự và chuyên nghiệp đấy chứ. Đó, thì nhưng mà sau khi mình review CV xong bạn này thì bạn ấy cũng không dép lại mình cái gì cả. Nhưng mà không sao, không vấn đề gì, nó rất là bình thường. Ok, đây là cái CV của bạn ấy. Và dĩ nhiên nhé, tất cả những CV này mình sẽ gọi là mình sẽ che hết những cái thông tin liên quan đến user, liên quan đến người đấy. Mình sẽ luôn luôn là mình không public những thông tin của các bạn gửi cho mình đâu, các bạn yên tâm. Bạn này nhé, ok, tên tuổi các thứ cái CV. Các bạn nhìn qua một chút cho mình. Đó. Ok, nhìn qua nhé. Thứ nhất là nó không có avatar các thứ này. Chút nữa mình sẽ sâu cái đoạn mà mình sẽ có mình có note lại và mình gửi lại cho bạn ấy. Thì ok, phần này là những cái khu vực như kiểu là email các thứ, thông tin cá nhân này. Rồi kinh nghiệm làm việc này. Đây, bạn này là một tập đoàn khá lớn, thì đây là Vingroup đó. Bạn làm ok một khoảng thời gian cũng không được dài cho lắm. Rồi, mình sẽ đi qua nhanh một số cái đoạn này, bởi vì là thực ra nếu mà để nói về những cái vấn đề skill ấy thì dĩ nhiên là chỉ có phỏng vấn thì mới rõ được thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái cách để chúng ta làm cái CV chuẩn chỉnh mà, đúng không? Nên mình sẽ tập trung vào đa phần là sẽ vào phần cái layout của CV và những cái viết, những cái nên viết nha các bạn. Thì ok, đến phần kinh nghiệm làm việc, xong rồi đến phần skills cũng ok. Bạn này cũng có khá là nhiều, bạn này thì khá là chuyên nghiệp này, cũng có khá là nhiều những cái list ra khá là nhiều những cái skill ok. Để mà thực tập thì đây một cái CV rất thoải mái. Và đến cái phần project ấy, thì bạn này này, project ok, cũng có tách ra khá là cẩn thận, chỉn chu về một số cái project. Cũng có phần like sample, cũng có phần GitHub, rồi cũng có note là project làm về cái gì, ok, có hết. Rồi nhá, đoạn này mình đi qua nhanh cái đã. Và cuối cùng là phần education, nói về cái trường học hay là website development và award. Ok, rồi. Thì cái CV của bạn này, trước tiên là mình sẽ đoạn này thì mình sẽ nói qua luôn. Đợt đấy thì mình cũng có check qua, dành một chút thời gian mình check qua và mình có gửi lại cho bạn ấy một cái mail như này.
đó là CV này khá ổn, tối giản, đủ cái chính, đặc biệt là đối với bạn intern. Thực sự thì đây, đặc biệt đối với bạn intern thì với những cái kinh nghiệm mà cái skill bạn ấy list ra, những project bạn list ra thì intern là thoải mái rồi. Nhưng mà ấy, đầu vấn đề đầu tiên mình phải muốn nói với bạn ấy là phải có một cái avatar. Avatar phải là một cái avatar chuyên nghiệp. Thì lát nữa mình sẽ nói với các bạn tại avatar chuyên nghiệp nó sẽ là như thế nào, mà chúng ta nên có một cái avatar như thế nào gọi là chuyên nghiệp nhá. Không phải tự nhiên mà những cái hồ sơ xin việc bất kể ngành nào họ cũng yêu cầu các bạn một cái ảnh thẻ 3x4, 4x6 vân vân gì đấy. Có ảnh thẻ nó sẽ thể hiện một cái sự là chỉn chu rồi ấn tượng ban đầu của nhà tuyển dụng đối với cái người người ta đang apply đến đó. Dù bạn có là introvert hay là low key cỡ mấy vẫn nên có một cái. Rồi phần project ấy thì khi mà các bạn mình truy cập vào những cái demo của bạn ấy, có những cái mà cần phải đăng nhập đó, các bạn lưu ý nhé, có những cái cần phải đăng nhập. Thì khi mà các bạn để một cái project ấy mà cần phải đăng nhập thì các bạn nên chúng ta fill sẵn vào đấy một số những thông tin là tài khoản để test. Ví dụ như mình vào, mình cũng không muốn đăng nhập bằng cái email cá nhân của mình vào trong cái project của bạn đâu. Chỉ là cái trường hợp đặc biệt lắm thôi thì mới, hay là phải bắt buộc review một cái CV thật là sâu thì mình mới làm cái trò đấy thôi. Còn không thì mình sẽ không đâu. Đặc biệt là HR các thứ cũng thế, người ta cũng không đăng nhập vào đâu. Các bạn nên có một tài khoản test sẵn nhá. Rồi bạn này thì lúc nãy ấy, mình show cho bạn một số cái GitHub cá nhân này này. Đó, một cái link GitHub các thứ. Thì nó có một số cái là mình vào ấy thì GitHub nó lại private, một số dạng project private, không biết là có phải của bạn ấy hay không, hoặc là không có quyền share chẳng hạn. Thì khi mà mình click vào ấy, mình đang review một cái CV đúng không, mình click vào một cái project GitHub, bình thường thì cũng ngại vào xem code cơ, nhưng mà mình thử click vào xem có cái gì không thì là 4x4 các bạn ạ. Và khi mà các bạn hiểu là đang xem một cái CV mà nó bị ngắt quãng như vậy, nó bị vào phát thấy 4x4 là gần như là dễ bị reject luôn thẳng CV. Đặc biệt là cái giai đoạn hiện tại là giai đoạn mà 1m² đất cả mấy trăm cái CV ấy. Đó, đánh fail đấy, thật đấy, và sẽ coi như lướt qua luôn đó. Rồi ngoài ra thì đây, mình sẽ nói với bạn ấy về vấn đề là tham khảo một số mẫu CV gọi là ưa nhìn trên Google đó, để CV làm sao mà các bạn lấy những cái tinh hoa, những bắt mắt hơn. Ví dụ chúng ta không phải là dân design nhưng mà các bạn search Google sẽ thấy rất rất nhiều những cái mẫu CV nó rất là ấn tượng, chút nữa mình sẽ cho các bạn xem. Thì vẫn giữ phong cách tối giản, nhưng mà cái của bạn ấy là mọi thứ nó trông nó hơi mờ nhạt, thực sự nó hơi mờ nhạt, nó không có gì cái điểm nhấn nhìn vào cái CV đó, kiểu như vậy. Rồi đây cuối thì là build lên một trang web CV cá nhân đó, về sau sẽ rất dễ để thu hút và gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Cái này thì nó kinh nghiệm bản thân mình thôi, mình đã từng có CV rồi cá nhân của mình từ cái thời rất rất lâu rồi, tự nhiên mình nảy ra ý tưởng làm cái trang web CV và được, khi mà mình public lên trên Facebook cũng được một số nơi là người ta thấy qua, người ta gọi mình đi thực tập front end, làm front end này kia luôn, rồi trong khi mình không có gửi đi, không có apply. Dĩ nhiên là mỗi thời điểm mỗi khác, nhưng mà rõ ràng khi mà mình làm trong cái trang như vậy nó sẽ có điểm nhấn nhất định, thay vì là cứ gửi PDF hay là gửi file. À mà lưu ý, gửi PDF thì các bạn nên up lên Rival nhé, đừng gửi riêng file, bởi vì sẽ có nhiều người cũng ngại tải một cái file về vì virus các thứ này kia ấy, nguy hiểm. Nói chung là như mình tính cẩn thận thì mình sẽ luôn luôn là yêu cầu các bạn là gửi cho file CV lên trên Google Drive, họ quét virus và mình xem trực tiếp ở trên Drive ấy, chứ mình không tải một cái email nào đấy về đó. Và dĩ nhiên là cuối cùng là chúc bạn ok tìm môi trường phù hợp. Đây là một bạn nhé, bạn gửi mail cho mình mail lại cũng khá là lâu rồi, 12/6/2023 cơ đó. Còn gần đây này, gần đây là trên Discord, trên Discord là CV thứ hai nhé, là bạn ấy cũng gọi là chia sẻ với mình là bạn đã ra trường một thời gian rồi, mới ra trường thì kiến thức cũng chưa tốt nên đã tiếp tục học và làm project bán đồng hồ với một người bạn nhé, bạn lưu ý điểm này. Và project này là để xin việc cũng như ôn tập lại kiến thức sử dụng React.js và Node.js, đã nộp CV đi nhiều nơi thì đúng hơn, đã nộp nhiều CV rồi mà chưa thấy phản hồi nào. Xem qua project của em và CV để được chưa hay cần sửa gì không. Ok, đến CV của bạn này vẫn là một cái điểm nữa là không có ảnh avatar như mình đã nói rồi đó nhá. Những cái thông tin thì mình sẽ che lại hết đây. Cái CV này nó cũng gần giống như bạn kia, cũng khá là gọi là tối giản, gọi là đầy đủ và đủ ý. Và ok, CV tiếng Anh luôn luôn là lợi thế nhé các bạn, đặc biệt là trong cái ngành IT này, lưu ý cho mình. Thì ok, mình sẽ đi qua một chút vì nãy giờ cũng đi qua bạn kia khá là lâu đúng không. Mọi thứ thì nó cũng tương tự education background. Ok, mình sẽ đi qua mấy cái vấn đề này. Professional experience. Rồi, ok, mấy cái này thì mình sẽ đi qua bởi vì rõ ràng là chúng ta sẽ không nói qua trước về mấy cái vấn đề như là kiến thức như nào, cái đấy phải đi phỏng vấn mới biết được. Mình sẽ tập trung vào cái vấn đề CV. Rồi, ok, bạn này có làm freelancer, sau đó là làm ở Deploy gì đấy. Cũng list ra một số cái cũng khá là chỉn chu, đầy đủ, đủ ý. Nói chung là tổng quan, nhìn tổng quan overview thì ok. Thông tin là từ tháng mấy đến tháng mấy cũng được. Rồi để phần skills. Ok, skills. Rồi, back end, front end. Soft skill.
Rồi, mấy cái những cái nhỏ nhỏ như cái việc mà dấu phẩy không có dấu khoảng trống này cũng là một cái vấn đề đấy các bạn. Rồi kể cả sai chính tả cơ. Tiếng Anh thì nó không không khó khăn lắm, nhưng mà nhiều bạn viết tiếng Việt lắm, nó cho mình sẽ cho bạn xem một vài cái CV mình xem qua trên mạng ấy. Rất là dị. Project này, ok, project của bạn này. Rồi này. Member này. Rồi bạn này list cái đoạn project này thì khá là ok này. Đó, description qua qua một vài cái điểm nhấn chính của cái project cũng được. Rồi bạn này cũng có làm CV online rồi này. Thực ra CV online của bạn này là lấy cái mẫu của mình. Thì đó mình sẽ cho bạn xem mẫu của mình và tại sao mình nói là khuyên các bạn là nên cố gắng là làm những cái nó ấn tượng hơn một chút xíu. Rồi, được rồi, bạn này mình sẽ sơ qua như thế này thôi, bởi vì mình cũng nhìn qua rồi. Và thực ra là mình đã có cái note cho bạn này rồi nên là mình sẽ đi thẳng vào luôn cái vấn đề là mình sẽ note cho bạn này như thế nào nha các bạn. Khi mà mình vào cái bản PDF của bạn này, đấy, khi mà mình vào mình đi qua hết một lượt này. Thực sự là cá nhân mình sẽ cảm giác một cái cảm giác hơi nhàm chán bởi vì nó đơn điệu, bởi vì rõ ràng CV PDF rồi lại chữ các thứ ấy, chưa kể là đã không có avatar chuyên nghiệp đó, kể cả bạn CV online bạn ấy thì có, mình thấy avatar nó không chuyên nghiệp cho lắm. Và thường ở cái trường hợp này, khi mà bạn ấy đã làm ra trong trang CV giống mình rồi thì mình sẽ gọi là mình khuyên các bạn ấy là lúc viết mail ấy, nộp CV thì gọi là không nên tập trung vào cái PDF nữa mà focus luôn vào cái CV online ấy, và tập trung để phát triển cái CV online đấy hơn thì hơn đó. Vì chúng ta đặc biệt là trong cái ngành lập trình xong rồi lại còn làm web nữa thì cái việc mà các bạn tạo ra một cái trang CV online là thứ các bạn nên làm, trang profile. Rồi về cái phần project của bạn này này, thứ nhất đấy là quá ít project, nó không như bạn trước đấy thì có một vài project rồi đó, nhưng bạn này này thực sự là quá ít và là một cái duy nhất. Một cái tiếp theo này, duy nhất là một cái e-commerce đại trà. Khi mà mình vào cái trang e-commerce đấy thì cái giao diện vào nó cũng không ấn tượng cho lắm, thực sự nó rất là phổ thông và nó dạng như là dạng giao diện đời gọi gọi vui vui giao diện đời tống ấy, giao diện kiểu cũ cũ ấy, xưa cái design ngày xưa ấy, nó không được hay cho lắm, không được đẹp cho lắm. Rồi phần đăng nhập bạn này cũng thế, cũng chưa có một thông tin tài khoản test gì cả, mình vào mình không muốn đăng ký. Rồi tiếp theo này, bạn ấy có ghi thêm vào là làm cùng một người khác và cái bạn kia là owner owner đây, bạn kia là bạn 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 khác, tên bạn bạn này là Sơn, bạn kia là Châu. Bạn ấy thì là cái đống GitHub này này là số code tất cả ở của cái bạn Châu này này đó. Và khi mình nhìn vào ấy, mình nhìn vào thì mình cảm thấy như là bạn này sẽ có một cái cảm nhận cá nhân ban đầu của mình là bạn này làm không nhiều bằng bạn kia, kiểu kiểu là như thế. Dĩ nhiên là mọi thứ nó không đúng đâu, không thể đúng hoàn toàn, nhưng mà khi bạn cứ tưởng tượng mình là dân tech thì mình nhìn vào đúng không, nhưng mà HR họ nhìn vào ấy. Sau đó rồi thì đây, bạn kia là owner đấy, kể cả là click vào được hay không click vào được thì bạn này không phải là owner. Sau khi mình đang xem CV của bạn này mà mình lại phải vào một cái GitHub của một bạn khác để mình xem thì chắc chắn là cái CV này khó mà được duyệt rồi. Dĩ nhiên là rõ ràng là ở cái giai đoạn cạnh tranh mà mình đã nói có ở một cái video về cái làn sóng layoff trên kênh của mình rồi. Trên kênh của mình có một cái video về làn sóng layoff. Ngay mình để ngay ở cái phần đầu tiên của kênh mình ấy. Đó, nhiều bạn xem rồi. Thì cái CV này nó rất như một cái dạng CV, nó rất là đại trà phổ biến ấy. Đấy, giống như những cái mẫu nó phổ biến kiểu này này. Đấy, nó không, khi mà vào nó cũng không có cái gì ấn tượng lắm. Thì trừ khi mà kiểu đói CV, gọi là đói CV thì mới tập trung focus vào, chứ khi mà các bạn tưởng tượng là một đống CV gửi đến cho giờ, đặc biệt là giai đoạn gần đây ấy, thì người ta những CV kiểu này đôi khi người ta lướt qua, người ta bỏ qua luôn. Đó, đó là lý do mà bạn ấy gửi đi rất nhiều nơi mà chưa được duyệt. Thì tóm lại bây giờ mình đưa cho bạn này một số lời khuyên là cần phải làm thêm project cá nhân các bạn ạ. Ít nhất các bạn phải làm thêm được 3 lên khoảng 3 4 cái đi. Đó, và phải chất lượng và chuẩn chỉnh hơn. Đó, đầu tư lại. Tiếp theo là đầu tư lại cái trang CV online từ giao diện cho đến nội dung, làm sao cho khi mở ra thấy ấn tượng. Đó, từ từ mình sẽ cho các bạn xem về những cái mẫu, tham khảo nhiều cái bản design trên Google rồi tự bản thân clone lại. Thì ví dụ như đây mình nói qua luôn, CV của mình đã hơn 4 năm rồi mình không cập nhật và mình để như vậy, nhưng mà bạn ấy clone của mình về mà. Sau đó là cái domain free GitHub của bạn ấy, CV ấy, thì nên làm cái domain các bạn phải hình dung cho mình nhé. Domain của một cái project ấy, hãy làm nó ngắn gọn tối đa nhất có thể. Bạn ấy để rất là dài, thực sự đã cái tên rất là dài, github.io rồi, lại còn mycv.tên nữa, nó rất là dài. Để đơn giản ví dụ đã tên dài rồi, .github.io rồi, duyệt CV thôi cái là được, hộ mình cái. Ví dụ như mình chung con dev.github.io duyệt CV nó rất là ngắn gọn. Thì cũng nên thế, các bạn nên thế nhá, đừng đừng để dài quá. Họ mình khi mà một cái domain nó dài, nó lan man cái thứ ngại click vào luôn ấy, thật sự ấy. Rồi tiếp theo một vấn đề mình chia sẻ nữa cho bạn ấy là tích cực mở rộng network với thật nhiều HR, từ việc kết bạn Facebook, LinkedIn, rồi join các cái group tuyển dụng, tìm job, rồi cứ giải CV thật là tích cực vào. Đó, và dĩ nhiên là không thể, một phần là cần may mắn nữa trong cái giai đoạn hiện tại. Còn về cái vấn đề mà cái CV ấn tượng ấy, đây chúng ta có một cái gọi là ví dụ, các bạn đơn giản các bạn search, ví dụ đơn giản các bạn search cho mình dạng kiểu professional CV online website, thêm chữ design được. Đó, thêm cho mình cái chữ design.
các bạn đơn giản là các bạn có những cái trang ấy, có những cái trang kiểu như là trang Ripple này này, hoặc là các bạn nhanh nhất thì các bạn vào phần image thì các bạn sẽ thấy nó như những cái trang này, các bạn nhìn này, nó có rất rất nhiều những cái mẫu CV online, portfolio các thứ này, các bạn nhìn này, nó rất là nhiều và trông rất chuyên nghiệp của những bạn designer. Các bạn nên học, các bạn chúng ta làm dev, chúng ta làm tech, nhưng mà các bạn nên học hỏi những cái design của bạn designer ấy, rồi sao cho có cố gắng chụp những cái ảnh nó chuyên nghiệp một tí, không cần phải ảnh xịn quá, thì kiếm những cái mẫu mà nó có những cái ảnh nó đơn giản thôi, ảnh avatar đơn giản thôi cũng được, không cần đến cái mức gì gì đấy. Thì hoặc là các bạn sang phần này, các bạn sẽ thấy rất nhiều những cái mẫu này này, rồi và khi những cái mẫu này này các bạn có thể clone về bằng cách là các bạn tạo ra một cái trang web của các bạn. Dĩ nhiên là chúng ta làm đặc biệt là trong web web cái ngành lập trình web đúng không, thì ví dụ như một cái bản wrap CV như này chẳng lẽ chúng ta không làm được đúng không, HTML CSS thôi mà các bạn đó. Còn những cái bạn mà làm back end mà bảo là không biết làm front end HTML CSS thì mình thấy nó cũng sai sai, nhưng mà ok thì cứ cho là giả sử đi, các bạn không làm được đi, chẳng qua là các bạn không muốn làm thôi, chứ các bạn làm được ngay thôi mà đúng không. Còn các bạn không muốn làm thì các bạn chịu khó tìm những cái template, lúc này các bạn có thể tìm tem HTML CSS cũng sẽ có rất nhiều mẫu. Đây về phần này đó, những cái professional HTML CSS resume các kiểu này, đây nó sẽ có, mình nghĩ là đợt trước mình cũng tìm khá mẫu rồi đó, cũng có khá nhiều mẫu để về các bạn custom và tùy biến đó. Sau khi các bạn custom tùy biến đấy rồi thì các bạn sẽ up lên một cái domain nào đấy của riêng các bạn. Ví dụ như mình đã từng ngày xưa up lên cái CV chungconf.com này này đó, đây là một cái mẫu mình cũng clone thật là nhanh thôi, hồi đấy cũng khá lâu rồi, mình có viết rõ đấy là 4 năm rồi, hơn 4 năm, thậm chí bây giờ là gần 5 năm rồi mình chưa cập nhật cái CV này, bởi vì mình chưa nhảy việc nên thành ra mình cũng lười update các bạn ạ. Dĩ nhiên là ngày xưa còn nhiều cái làm nó chưa được chuẩn chỉnh cho lắm, tuy nhiên các bạn nhìn để ý là ảnh ọt các thứ là phải làm sao chuyên nghiệp đó. Đó, những cái mẫu như này thì các bạn đơn giản các bạn nên làm ra một trang, các bạn nên có một cái domain cá nhân, ví dụ mình đơn giản của mình là domain là chungconf.com, sau đấy là mình sẽ tạo nên một cái subdomain là cv.chungconf.com thôi, thế là xong đó, là mình có một cái trang rồi. Và các bạn cũng nên làm như thế, bạn nào mà khó quá thì ok github.io cũng được đấy, thì làm sao cho nó ngắn gọn hết mức có thể nhá. Và cái tên github của bạn cũng nên là một cái tên username, một cái tên thương hiệu của bạn về lâu về dài đấy nhá. Đây là cái vấn đề về cái cv online mình muốn nói qua một chút xíu đó, vấn đề về cái cv ấy. Rồi đấy là cái vấn đề mình nói về bạn này. Tiếp theo ấy, sau bạn này thì mình sẽ lướt qua nhanh một vài cái cv mình thấy ở trên Facebook, cái này thì mình đi qua nhanh, rồi sau đó mình sẽ tổng hợp lại các bạn một số những cái điểm quan trọng lưu ý để các bạn làm CV nhá. Thì đây, cái group là tuyển dụng thực tập IT, nó có rất nhiều. Thì các bạn nhìn này, đặc điểm chung của những cái CV này luôn luôn có những cái vấn đề như avatar. Bạn này chắc là bạn bỏ avatar ra với những thông tin ấy để kiểu bạn ấy đăng lên Facebook, ok. Nhưng mà có những cái ví dụ như cái title đấy rất là chung chung. Mới đi làm hay là mới apply mà để software developer, các bạn phải ghi rõ là cái vị trí các bạn muốn ứng tuyển, đặc biệt là cái thời điểm ban đầu. Về sau các bạn có thể để cái này, nhưng mà đặc biệt là cái giai đoạn ban đầu các bạn nên để là những cái title rõ ràng, các bạn apply vị trí nào, thực tập back end, thực tập front end, hay là các bạn làm cả hai đi chăng nữa, tùy các bạn. Xong rồi những cái như là để mình xem là ok, mình sẽ không, những cái layout các thứ thì nó cũng giống như những cái mình đã nói rồi, link thì demo các thứ này này. Bạn này thì lúc nãy mình để ý có một vài điểm nào đấy, ví dụ như những dấu chấm, dấu phẩy, ok. Đấy, những cái nhỏ nhỏ như này thôi, nhìn qua cũng không muốn. Thực ra nó giống như một cái dạng, nó khá là đại trà các bạn. Và bạn này như cũng có web e-commerce các thứ này. Đây, link thì cũng nên để một cái domain, chứ đừng có để demo kiểu này, kiểu như thế. Đó, đây mình chỉ lướt qua một chút xíu thôi, nó cũng giống như những cái bạn khác rồi. Tiếp theo là một cái nữa, Facebook số 2 này. Bạn này thì để một cái ảnh avatar nó rất là kiểu ok, góc nghiêng huyền thoại, và một cái ảnh nó không dạng là ảnh nó không chuyên nghiệp cho lắm. Ừ. À, về cái ảnh chuyên nghiệp thì đó là cái dạng mà mình sẽ cần phải cho các bạn xem. Các bạn nên tìm hiểu về cái vấn đề là professional profile avatar. Đó. Và các bạn sang phần image, các bạn sẽ thấy ví dụ như những cái ảnh kiểu này. Đây này, đây. Những cái ảnh kiểu này là những cái ảnh khá là chuyên nghiệp để các bạn dạng là các bạn để vào CV đi làm. Thực ra những cái này là mình đã nhờ những cái ảnh kiểu này này các bạn. Và phải nên có một cái nụ cười này, chính nên cười hoặc cười mỉm nó cũng được, nó tươi một chút. Thì cái này thì thực ra mình làm việc với rất nhiều bạn Âu Mỹ thì mình để ý đặc điểm chung các bạn, cái avatar của bạn đấy trên Slack, trên Telegram các thứ ấy, luôn luôn là những cái ảnh dạng là kiểu tươi tươi cười cười kiểu như thế này này đó. Và các bạn crop ra nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó trông rất là chuyên nghiệp, và quần áo các thứ chỉn chu, chứ không phải kiểu một cái ảnh một cái nền background ở đâu đâu xong rồi để góc nghiêng huyền thoại các thứ đâu. Bạn này thì có khá nhiều cái internship cái gì này,
rồi tôi hiện tại là sinh viên năm tư rồi, tôi có nhiều kinh nghiệm lập trình với PHP và nhiều ngôn ngữ khác nhau giúp tôi dễ dàng thích nghi với nhiều môi trường làm việc. Cái này thì mình nghĩ là nên để ý câu cú lại một chút xíu, ví dụ như là ở trường thì tôi được tiếp cận với những ngôn ngữ này, ngôn ngữ kia, đã từng làm dự án với ngôn ngữ này, ngôn ngữ kia, và tôi sẵn sàng để kiểu tôi có thể học hỏi và làm việc với những cái ngôn ngữ hay những cái công cụ mà công ty yêu cầu, sẵn sàng học hỏi cái mới kiểu kiểu như thế. Chứ còn tôi giúp tôi dễ dàng thích nghi với nhiều môi trường làm việc, nghe nó hơi kiểu nó giống như kiểu văn 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 viết Hàn Lâm ấy. Kỹ năng chính mà để bên này rồi, đây chắc là những cái form đấy trên mạng thôi, form chung chung free của mấy cái trang như kiểu Top CV, LinkedIn gì đấy. Rồi các bạn còn viết sai này, framework các bạn nhìn này, đấy những cái câu cú nó rất là nhỏ nhỏ chỉn chu như này, các bạn viết sai framework này, rồi MySQL, SQL nên viết hoa các thứ này. Cái tiếng Anh để căn bản nghe nó rất là cụt hứng các bạn. Đọc tiếng Anh phải có một cái gì đấy, ví dụ như ok nếu mà chưa có một chứng chỉ như là TOEIC, IELTS gì đấy thì cũng nên để một cái là có thể đọc hiểu tài liệu ok, hoặc là giao tiếp như thế nào các thứ, để tiếng Anh căn bản. Rất buồn cười, cái bạn này mình đi qua nhanh luôn nhá. Dự án web thương mại điện tử rồi, lại cũng web thương mại điện tử. Bạn này tiếng Anh thì cũng hơi có vấn đề một chút xíu nhưng không sao. Cái đấy thì không vấn đề gì, tiếng Anh các thứ mới đầu các thứ không sao. Dự án các thứ này, dự án cá nhân là cũng để demo. À mà lưu ý bạn này để những cái link, một số bạn để những cái link GitHub nhé, mà không có demo ấy, mà lại để GitHub code ấy, và nhờ mọi người vào xem code ấy. Mình, như bọn mình không bao giờ mình vào GitHub mình xem code đâu, mình chỉ lướt qua nhanh một chút xíu, hoặc là bí lắm, hoặc là không phải là bí lắm mà kiểu như là cần thiết lắm ấy, thì bọn mình vào để mình xem cái CV của bạn ấy, à cái GitHub của bạn ấy code kiểu như nào thôi. Chứ còn bình thường thông thường sẽ bỏ qua hết và chỉ xem cái demo, xem các bạn đã deploy được chưa, đến production được hay chưa thôi. Deploy lên một cái domain ở đấy và vào để mình xem các tính năng. Rồi bạn này thì ok, quá trình học tập các thứ đó, ok, nói qua nhanh cái số cái thôi. Một bạn nữa, bạn này thì cũng một cái ảnh dạng selfie các bạn, selfie cá nhân. Nói chung là cái ảnh nó không chuyên nghiệp như mình đã nói đó. Bạn này thì để rõ là intern Android. Bạn này thì có một số cái mà mình lướt qua lúc đấy, kỹ năng này, tin học văn phòng. Cái tin học văn phòng này một cái đặc thù các bạn, mình nghĩ là cũng không nên cho vào đâu, các bạn đâu có thể thông dụng hết được Word, Excel thứ đâu. Nói thế rồi, dùng chung chung, mình dùng chung chung thôi, chứ để mà gọi là professional cái tin học văn phòng đầy đủ Word, Excel các thứ ấy khó lắm bạn ạ. Nhá, ok bạn này được đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành, chủ động sắp xếp công việc, rồi nghe nhạc, xem phim, chơi thể thao, đọc sách. Bạn này thì chỉ có một cái project đây, bạn này lại gặp phải cái vấn đề là trong giai đoạn hiện tại ấy, chỉ có đúng một cái project duy nhất thôi. Và bạn này thì đây, bạn này là để cái link GitHub này chứ không không có deploy gì cả này, rồi mình cũng ngại vào xem này. Rồi phần ok mô tả thứ cho qua, chuyên ngành sinh viên năm cuối. Sinh viên năm cuối, năm bao nhiêu, nên để rõ là năm bao nhiêu, năm 3, năm 4 gì đấy nhá. Rồi mong muốn các thứ thì ok, rồi lướt qua bạn này. Đây là ba cái CV mình lướt qua, nói chung cũng vướng phải một số đặc điểm chung về cái ảnh đại diện chuyên nghiệp, rồi ngôn ngữ, ngôn từ, rồi câu cú các thứ nó đang còn chưa được gọi là chỉnh chu chuẩn chỉnh, và có cả cả những chỗ sai chính tả các bạn ạ. Đó, sai chính tả, ví dụ à ví dụ bạn này này, kỹ năng, ví dụ các bạn để ý cho mình này, kỹ này, ở đây C K I dài, đây là I ngắn này. Nó là những cái mà các bạn nên để ý nhé, làm sao cho nó chuyên nghiệp lên một tí. Và ok, cái đoạn này thì mình lướt qua đến tầm đấy thôi, tầm đấy là đủ rồi. Thì bây giờ này, bây giờ mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn một số những cái điểm chính, một số những cái gạch đầu dòng mà các bạn nên lưu ý. Là khi bắt đầu nhé, khi mà các bạn apply ấy, các bạn nên rõ ràng những cái vị trí ứng tuyển nha các bạn. Đó, vị trí ứng tuyển của bạn là gì, gửi mail thì các bạn nên có những cái như là viết thư xin việc kiểu kiểu thế, những câu cú nó rõ ràng, rành mạch, lịch sự, chuẩn chỉnh. Tiếp theo như mình nói đó, ảnh đại diện là phải chuyên nghiệp, như mình nói là mình cũng đã từng làm việc với khá khá các bạn nước ngoài thì cái ảnh các bạn rất là chuyên nghiệp như mình nói ban nãy với các bạn rồi, nên có nụ cười, nên có cái thứ, các bạn cứ search là professional profile avatar đấy. Cái tên email, tên email đặc thù nhé, các bạn nên những cái tên email ví dụ như các bạn ví dụ như mình là Quân Đỗ, Đỗ Trung Quân thì Quân Đỗ, thì các bạn nên là Quân Đỗ chấm quốc chấm quốc nhé, đấy quốc a@gmail.com. Mình thì mình có những cái như là Trung Quân Dev, tên thương hiệu của mình rồi, Trung Quân Dev, Trung Quân Dev, mình là Trung Quân Dev .official nhé, a@gmail.com. Ngày xưa định làm cái Trung Quân Dev a@gmail thôi, nhưng mà chỉ cái Trung Quân Dev đấy có một bạn làm rồi nên là thôi. Rồi nên là mình mới phải để là Trung Quân Dev .official. Tiếp theo là một vài dự án cá nhân nổi trội, và đặc biệt là trong giai đoạn này các bạn nên làm những cái dự án cá nhân làm sao cho nó ấn tượng và nó thu hút khi mà mình vào mình xem các cái tính năng ấy. Những cái e-commerce thì mình nói thật là e-commerce thì ok, nó cũng
cũng không phải là không phổ biến mà là thực ra là nó đại trà quá rồi. Và nếu như các bạn đã làm e-commerce thì các bạn nên làm những cái trang clone lại, hẳn những cái trang to to một tí, Shopee, Lazada, Tiki, những cái trang to mà các bạn clone lại ấy, đó là những cái giải, những cái gọi là những cái trang gọi là những cái lựa chọn an toàn các bạn ạ. Còn ngoài ra những cái lựa chọn đặc thù, ví dụ như trên kênh của mình hướng dẫn các bạn lựa chọn nó ấn tượng ấy, đặc thù ấy, thì có những cái như là làm con cello với tính năng kéo thả khó thì là ấn tượng rồi. Ví dụ như trên kênh của mình hướng dẫn các bạn rồi. Đoạn này này. Đây, ví dụ như những cái full thực chiến Burn Stack Pro mình vừa update lên kênh của mình ấy, các bạn để ý và front end back end các thứ mình dạy đầy đủ thì làm ra một con cello clone chuẩn chính này, kéo thả là những cái tính năng khó, là những cái kiểu như là project nó ấn tượng ấy nha các bạn. Nhìn vào rõ ràng rồi, mình click vào cái trang demo đấy, mình kéo thả, mình tạo cạc, tạo các thứ nó rất là ok. Đó, thì bạn lưu ý và nên làm khoảng 3-4 cái nhá. Thì đó là về những cái dự án cá nhân nhé, làm sao cho nó gọi là ấn tượng nổi trội, kiểu như là vào phát là thấy nó cuốn hút ấy, chứ không phải là mấy cái đại trà hay là giao diện nó xấu quá. Các bạn nên để ý phần giao diện nữa, bởi vì là đặc biệt là cái giai đoạn nó như thế này, giai đoạn mà nó rất gọi là rất là cạnh tranh luôn đấy nhá. Tiếp theo là về một vài những cái lưu ý khi mà các bạn để cái thông tin của cái dự án cá nhân, project cá nhân của bạn ấy, là các bạn phải có những cái mô tả nó làm sao cho nó gọi là tổng quát và tóm tắt được về cái vấn đề, như là ví dụ như dự án làm về vấn đề gì này, giải quyết vấn đề gì, những cái tính năng nổi trội các bạn phải list ra để người ta nhìn vào, người ta ok, người ta xong, người ta xem qua nhá, xong người ta vào cái phần demo của các bạn ấy, và các bạn người ta sẽ thử luôn cái tính năng đấy, và đặc biệt là những cái công nghệ mà các bạn đã áp dụng vào cái dự án đấy là cái gì đấy, list ra những cái chính nhá, cái nổi trội, React rồi Hook rồi Material UI là Node.js Express, JS Next các thứ, hay là Next các thứ vân vân, thì cũng phải list ra đấy, rõ ràng, nhưng mà làm sao nó gọn gàng rành mạch chứ cũng đừng có lan man dài quá nhá. Và đấy, và cái vấn đề ấy, khi mà các bạn đẩy cái dự án cá nhân lên một cái domain ấy, thì cố gắng làm sao deploy cái dự án cá nhân của bạn lên một cái domain nó chuyên nghiệp một tí. Thực ra là cái vấn đề mà các bạn đã là đi theo cái ngành này lâu dài rồi nhá, thì như ví dụ như mình từ thời sinh viên là mình cũng đã để ý và mình tìm để mình deploy cái trang web mình lên, ví dụ trungquandev.com ấy, trungquandev.com, cv.trungquandev.com ấy, thì thực ra cái việc mà các bạn mua một cái domain ấy, hay là các bạn mua một cái hosting đi, đơn giản nhất là cái hosting đi, chưa nói đến cái vấn đề là các bạn mua VPS hay các bạn deploy lên bất kể chỗ khác, hosting đi là những cái nó rất là dễ để các bạn có thể tiếp cận rồi. Nếu như các bạn chưa có, những ngày xưa mình còn phải làm những cái thẻ ngân hàng, thẻ debit, visa debit ấy, thanh toán, nạp tiền vào để thanh toán quốc tế ấy, mình hầu như đều dùng mấy cái đấy, domain hay là hosting mua dịch vụ quốc tế ấy. Còn bây giờ thực ra Việt Nam cũng có, thì các bạn nào mà thực sự là chưa muốn làm thẻ hay là chưa ngại làm thẻ thì có thể mua các dịch vụ Việt Nam, thì các bạn có thể thanh toán qua Momo này kia các thứ, ngân hàng nội địa. Nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn nên tập gọi là các bạn tìm mua domain hay là các cái hosting các thứ ở các cái nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Cái này không phải là xính ngoại gì đâu, nhưng mà khi mà các, ý của mình ấy là các bạn tiếp cận với những cái nước ngoài như thế, thì các bạn tiếp cận với những cái trang web, với các cái cách gọi là những cái sử dụng hàng ngày ấy, tìm hiểu ấy, tìm hiểu về cái vấn đề đấy ấy, là các bạn tìm hiểu bằng tiếng Anh. Khi mà các bạn tìm hiểu bằng tiếng Anh thì sau này sẽ dễ dàng cho bạn rất là nhiều khi bạn đi làm, thì phổ biến đa phần những cái kiến thức về deploy, CI, CD các thứ để các bạn tiếng Anh hết đây mà, thì các bạn nên như thế. Thay vì là các bạn tìm một nhà cung cấp tiếng Việt nó hỗ trợ tiếng Việt tận răng các thứ, thì đọc tiếng Việt thì nó cũng dễ đúng không, nhưng mà nó sẽ gọi là về lâu về dài các bạn vẫn nên tìm hiểu tiếng Anh thì hơn đó, nên thế nhá. Đấy là cái vấn đề về cái deploy, làm một cái domain hoặc là làm một cái domain kiểu như là tên thương hiệu cá nhân ấy, tên thương hiệu cá nhân của bạn chuyên nghiệp một tí về lâu về dài nhá. Một cái vấn đề nữa là về cái link GitHub riêng của từng cái dự án của bạn ấy, thì khi các bạn cái link GitHub ấy, thì thông thường là các bạn nên cho vào trong cái trang demo của bạn ấy, và để một cái menu là cái link GitHub luôn. Để ở trong CV thì cũng được, để dưới cái link demo thì cũng ok. Ok, nhưng mà nhớ nhá, phải lưu ý nhá, là đừng có để click vào thì 404 nhá, và GitHub phải là cái link của các bạn nhá, GitHub chuẩn của bạn ấy, chứ đừng có để link GitHub của người khác. Ok, các bạn có thể làm team, nhưng mà khi mà các bạn để cái link GitHub thì cũng nên để cái link GitHub của các bạn. Có thể để lại một phiên bản code lên trên GitHub của các bạn nhé. Có thể viết rõ làm team sau, là cái project đấy làm team, làm nhóm sau. Nhưng mà để cái link GitHub thì cũng nên là trên cái profile của bạn. Chứ tự nhiên lại một các bạn đang một cái tên khác, các bạn là một người khác, xong profile GitHub, cái link GitHub repository đấy là của một người khác, thì nó khá là lấn cấn trong cái việc mà đặc biệt là đang xem CV mà thấy thế thì cái CV coi như cho qua một bên để xem CV khác luôn đấy nhé. Tiếp theo này, cái CV của bạn, cái vấn đề này quan trọng này, CV của bạn nó cũng là một cái dự án cá nhân nha các bạn, chính nó là một cái dự án cá nhân, thì hãy đầu tư cho nó một chuyên nghiệp một tí. Đó, như mình nói rồi, tìm những cái mẫu design trên mạng của những cái bạn designer các thứ, và mình sẽ góp nhặt, không phải là mình nhất về mình phải làm theo một cái design nhất định đâu. Nhưng mình ngày xưa là mình góp nhặt từ rất nhiều nơi về làm một cái CV đã từng làm rồi đó, góp nhặt lại những cái hay ho, những cái thú vị
cho đầu óc nó bay bổng lên một tí, để các bạn gọi là các bạn sáng tạo thêm một tí đấy nhá, học hỏi những cái sáng tạo, những cái tư duy design của các bạn design, và những cái trang CV nó ấn tượng một chút xíu, và các bạn tự clone lại làm sao cho nó chuẩn chỉnh. Nó giống như các bạn tưởng tượng là các bạn làm một cái trang web portfolio dạng CV các bạn đi theo các bạn cả đời ấy, thì các bạn nên đầu tư cho nó ấn tượng một tí, thì khi người nhìn hay nhà tuyển dụng ấy, người ta đi vào xem ấy, người ta thấy ấn tượng ngay lập tức, thu hút ngay lập tức. Ví dụ mình đã từng làm CV và đấy, và gần như là mình chỉ gửi cái link CV của mình thôi chứ mình ít làm bản PDF các thứ lắm. Và bây giờ đặc biệt là cái giai đoạn cạnh tranh này này, hay là 4.0 trở đi rồi, các bạn nên làm lên một cái trang nhá. Thay vì là các bạn gửi PDF mặc định những cái mẫu nó rất là phổ thông trên mạng mà nó còn không chỉnh chu chuẩn chỉnh ấy, thì đấy, rất khó để các bạn được pass qua cái vòng CV khi mà một mét vuông đất cả trăm cái CV nhá. Rồi, vấn đề cuối là cái vấn đề nó vĩ mô hơn một tí, nó không thuộc phạm vi mà chúng ta có thể quyết định được. Đó chính là cái như mình nói nãy giờ, là cái giai đoạn khó khăn hiện tại, nền kinh tế nó đi xuống downtrend. Cái vấn đề này thì mình đã nói ở cái video làn sóng layoff nhân sự đó. Thì nhưng mà ấy, các bạn vẫn nên chuẩn bị cho mình một cái hành trang nó vững chắc, để trong tương lai khi mà có cơ hội ấy, khi mà có cơ hội và bắt đầu là IT nó đỡ bị cái vấn đề là downtrend các thứ đó, thì các bạn sẵn sàng để các bạn apply vào những cái cơ hội tốt, thay vì là bây giờ các bạn mà nản, các bạn mà bỏ cuộc, các bạn không chuẩn bị gì kia, hay các bạn đợi đến cái lúc nào đấy IT nó đi lên thì các bạn mới làm, thì lúc đấy đã quá muộn rồi, mình nói thật. Các bạn phải sẵn sàng từ bây giờ nhá. Và dĩ nhiên rồi, nãy giờ mình nói về cái vấn đề CV, mình nói về cái vấn đề cái câu chuyện là làm cái CV nó ấn tượng, thu hút, chuẩn chỉnh và những cái liên quan đến cái vấn đề nhìn vào thôi. Còn về những cái vấn đề là kỹ năng ấy thì các thứ, thì dĩ nhiên nó lại là vấn đề về đi phỏng vấn. Khi các bạn pass qua được các bạn có một cái CV nó ấn tượng, nó thu hút rồi nhá, thì khi phỏng vấn nó sẽ là một câu chuyện khác. Và cái câu chuyện phỏng vấn thì ok, mình sẽ cố gắng là mình sẽ lên ý tưởng và nói ở một cái video khác. Còn nếu có thời gian thì mình sẽ chia sẻ cái vấn đề đấy sau. Còn kỹ năng phỏng vấn đó là một câu chuyện khác. Các bạn cứ tích cực lên, các bạn giải CV đi thật nhiều nơi. Các bạn, mình nghĩ là các bạn không cần phải, ví dụ như các bạn post lên Facebook như những cái mình đã show cho bạn ban nãy đó. Post theo kiểu là anh chị review CV cho em, hay là có các anh chị nào đang tuyển dụng thì để ý CV của em. Không, không nên như thế. Đặc biệt là khi mà các bạn vào những group đấy, các bạn để ý ấy, các bạn kết bạn với những cái người HR, người ta tuyển dụng ấy. Cứ kết bạn trước đi, mở rộng network trước đi. Để các bạn sau đó các bạn có thể gửi CV riêng xem là công ty có đang apply open những cái vị trí nào hay không, rồi lên LinkedIn các thứ kết bạn mở rộng network ra, sau đó là cũng search trên Google tìm những cái công ty đang tuyển dụng này kia, các bạn search, các bạn chủ động, các bạn gửi mail đi, cứ gửi đi kiểu thế nhá. Còn cái việc mà các bạn để cái CV trên Facebook thì ok, nó cũng được thôi, nhưng mà nó không được cảm giác nó chuyên nghiệp cho lắm bằng việc là các bạn chủ động. Các bạn đi tìm một cái môi trường nào đấy, các bạn đi gửi CV luôn thẳng cho HR, gửi CV thẳng luôn cho cái mail làm việc của công ty đấy. Đấy, nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Các bạn post lên Facebook rồi cái CV cũng chưa được chỉnh chu và chuẩn chỉnh nhá. Đấy, thì ok, nãy giờ mình nói cũng khá rồi về cái vấn đề là làm sao có một cái CV nó chuyên nghiệp, nó chuẩn chỉnh, những cái lưu ý quan trọng. Thì đó, các bạn cần gọi là các bạn có ý tưởng bổ sung gì thì các bạn cứ thoải mái comment bên dưới video này nhá, để cho nhiều bạn có thể vào đây xem và biết thêm. Có những cái kinh nghiệm nó tốt hơn, ok nhá. Rồi thì ok, mình nói chắc cũng đến đây rồi, thì bàn của mình cũng chỉ đến đây được là hết rồi, mình cũng không nghĩ ra thêm cái gì nữa. Thì ok, nếu các bạn thấy video của mình hay hữu ích thì các bạn ủng hộ mình nhá, tặng mình một like cho video này thôi, cũng như một lượt đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều video hay nữa, thú vị nữa trong tai. Và có vấn đề gì thì cứ comment thoải mái bên dưới cái video này nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chất lượng tiếp theo trên channel Trung Cần F, một lập trình viên hành mình nhá. Bye bye.